Chào mừng các bạn đã đến với phòng tác chiến của hội Quả Phụ Áo Đen. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Galaxy và phim Quỷ Vô Đại Chiến 2 tổ chức cho mình buổi giao lưu và gặp gỡ với chị Maya và Vân Trang. Hiếu rất là ấn tượng với lại tạo hình của chị Maya cũng như là chị Vân Trang. Và không biết là trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì hai chị ấy có xuất hiện ngầu giống như trên trailer hay không? Trước đây thì ở bộ phim Scandal mình đã rất là thần tượng chị Maya và Vân Trang. Hy vọng với cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì mình sẽ được tiếp xúc và hiểu hơn về tính cách của hai chị. Mong rằng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện thật là vui. Thật sự thì nếu như mà các bạn quan tâm tới Quỷ Vô Đại Chiến 2 thì chắc chắn là ở đây ai cũng xem Quỷ Vô Đại Chiến 1 rồi. Quỷ Vô Đại Chiến 2 là nối tiếp của Quỷ Vô Đại Chiến 1, thì Vân Trang vẫn vào vai là một bác sĩ Mai Châu, cũng có một cái tính khí hơi bị khùng khùng, hơi bị hoang dại một tí xíu. Ngày thì đi làm rất là chỉnh chu nhưng mà đêm đến thì thấy ghê lắm. Nói chung là cái phần 2 này thì anh Victor Vũ đòi hỏi Vân Trang phải phát huy hơn cái khùng của mình. Và thật sự là với Quỷ Vô Đại Chiến 1 đó là lần đầu tiên Vân Trang đóng hài, cho nên là với phần 2 này thì mình có kinh nghiệm hơn tí xíu, gọi là tí xíu thôi, nhưng mà chắc chắn là để các bạn xem đi rồi các bạn đánh giá được cái nhân vật của Vân Trang khi giờ kể ra là hết kịch luôn. Còn Maya thì vào vai một cô giáo, cô giáo Huyền là một cô giáo mà nó khác hẳn hoàn toàn hình tượng cô giáo mà như là một người giáo mẫu mực mà chúng ta vẫn thường rất là tôn trọng, đúng không ạ? Cô giáo Huyền thì khi là một cô giáo rất là quái đản. Khi mà gặp học sinh của mình ấy, thì các học sinh của mình thường rất là lo sợ, bởi vì không biết là cô này cô ấy sẽ làm cái gì nữa, bởi vì cô rất là dữ dằn mà cô rất là lạnh lùng. Nhưng mà đấy là một cái công việc của cô ấy và đấy là vỏ bọc của cô ấy. Còn ở trong hội Quả Phụ Áo Đen thì cô ấy lại luôn luôn là một cái con mồi để đi nhử các cánh đàn ông mà lăng nhăng ấy. Cái bộ phim này là chúng ta đang truy tìm những người đàn ông mà lăng nhăng và tiêu diệt những người đó. Thì Maya nghĩ rằng bộ phim này sau khi mà công chiếu xong thì có lẽ là các bà vợ cũng sẽ rất là hài lòng. Bởi vì như thay một lời mình nói là tiêu diệt cánh đàn ông mà rất là lăng nhăng. Cảnh đó thì đã phải làm lại rất là nhiều lần rồi Trang nhỉ? Có thể nói là nguyên cả một buổi đêm luôn, từ tối sớm cho đến 5-6 giờ sáng mới xong một cái cảnh đấy. Mà hai chị em thì cứ đi lên rồi đi xuống. Mà mẹ thì cũng sợ độ cao nữa. Nhưng mà thật ra mình lúc đấy mình nghĩ thật ra cái độ cao này nó đâu có đáng là cái gì so với những cái bộ phim. Bé xuống thì cũng nhảy chân thôi. So với những bộ phim nước ngoài hay là những diễn viên quốc tế họ làm đó, đúng không?
Và lúc đấy thì mặc dù mẹ rất là run sợ, nhưng mà mình nghĩ rằng là thôi không sao đâu, mình đã có được cái bảo vệ rất là an toàn rồi. Và hai chị em cứ đi lên đi xuống mà cứ lúc thì ơi anh ơi dây bên này thấp rồi, dây bên này cao rồi, tại vì hai cái cọng dây nó phải đều với nhau á, thì mình mới xuống mới đều được, chứ nó không là tự nhiên mà là đi mà lúc mà quay xuống lại còn phải diễn làm sao mà tháo cái dây ra để cho nó nhanh, mà phải nó hành động, phải đẹp, nó phải action. Nói chung là một cái cảnh quay này quay rất là lâu, nhưng mà đúng là lần đầu tiên thôi Mai An được làm một cái chúng ta hành động. Nói chị cũng vậy, phim đó là thích, rất là thích được diễn cảnh hành động, mà lần đó là như cũng chỉ có một cảnh đó thôi, có một cảnh duy nhất thôi, bay xuống. Thật ra thì mẹ hoàn toàn rất là tin tưởng và đạo diễn Victor Vũ, bởi vì anh ấy đã chọn bạn vai diễn là sẽ rất là phù hợp với cái tính cách của nhân vật cũng như cái cách đạo của nhân vật. Và anh ấy lại nhìn thấy ở Mai An một cái gì đó, nó có một cái sự chững chạc của một cô giáo và vẫn có một cái gì đấy để có thể làm người điều cho cái đàn ông. Và anh ấy nói là vai diễn này rất là phù hợp với em. Thì nếu mà được hợp tác với đạo diễn Victor Vũ thì đấy là một cái điều mà không những Mai An là những diễn viên khác đều rất là muốn. Nói chung là anh Trang ở ngoài thì rất là ngoan ngoãn với mọi người và rất là vui vẻ. Nói chung là Mea cảm thấy là Vân Trang còn vui vẻ hơn Mea ở trong trường ấy. Mà Mea thì không phải là lạnh lùng đâu, không phải là như thế, nhưng mà đấy, tại vì hay bấm điện thoại ấy. Không mà tính ra thì ba trò. Tính ra thì Trang với lại ai cũng có một cái điểm chung giống nhau, có nghĩa là không có đòi hỏi lắm, có nghĩa là không có đòi hỏi là phải mang nước cho mình uống, phải có trái cây cho mình, phải là kia. Nói chung là mình tự lo cho bản thân của mình được, giống như là khi mà đi phim thì mỗi người có một việc hết, và mình cảm thấy là mình lo được cái gì cho bản thân mình thì mình cứ lo thôi, chứ không có đợi ai mà mình chăm sóc cho mình nữa. Mình cũng tự lo cho mình mà mình cũng không muốn làm phiền đến ai hết, cho nên là chẳng biết làm gì cứ ngồi bấm điện thoại thôi. Sau buổi giao lưu trực tiếp với lại chị Mai Gia và chị Vân Trang thì bản thân Hiếu thấy đây là một bộ phim rất là hấp dẫn. Được nghe hai chị bật mí về những tình tiết và cảm xúc của các nhân vật trong phim thì Hiếu rất là háo hức để được đi xem bộ phim này, và xin chúc cho bộ phim Cô Dâu Đại Chiến 2 sẽ thành công hơn cả phần 1. Còn mình thì cảm thấy hai chị nói chuyện rất là gần gũi và thân mật. Sau khi được trò chuyện với hai chị thì mình càng háo hức để đón chờ ngày bộ phim ra mắt. Đây là lần đầu tiên mà mình được gặp hai chị Mea và Vân Trang ở ngoài đời thực. Mình cảm thấy là chị Mea tuy là lúc nào cái mặt cũng có vẻ lạnh lùng, nhưng mà thực tế thì chị rất là dễ thương. Còn chị Vân Trang thì dễ thương này, thân thiện hơn cả sức tưởng tượng của mình nữa. Chúc cho bộ phim Cô Dâu Đại Chiến phần 2 sẽ thành công. Biết đâu chúng ta sẽ có được phần 3 thì sao? Các bạn cùng đón xem nhé. Mẹ An, Vân Trang xin được chúc cho bộ phim Cô Dâu Đại Chiến phần 2 trong ngày ra mắt sắp tới sẽ có một buổi ra mắt thành công rực rỡ. Và Vân Trang cũng như Mẹ An hy vọng là quý vị khán giả khi mà đến rạp xem phim sẽ phải bị đau bụng bởi vì cười quá đau bụng. Mong rằng các bạn sẽ yêu mến bộ phim Cô Dâu Đại Chiến cũng như là ủng hộ cho hai nữ diễn viên Mẹ An, Vân Trang, giống như trong bộ phim Scandal nhỉ. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi sẽ không thiếu phim Cô Dâu Đại Chiến 2. Chúng ta cùng đếm ngược nhé.